Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi đến cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn do hoàn lưu bão Haiku, bão số 11 tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc ngày thứ 7 liên tiếp, gây ngập lụt nặng và nhiều người bị mắc kẹt. Reuters ngày 26 tháng 9 đưa tin, mưa lớn do hoàn lưu bão Haiku tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc ngày thứ 7 liên tiếp, khi các đám mây bão di chuyển chậm từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, giao thông tê liệt và nhiều người dân mắc kẹt. Tại huyện Bồ Bài ở Quảng Tây, mực nước lũ ghi nhận sâu nhất hơn 2 mét, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng. Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải hoạt động không ngừng nghỉ để di tản người dân đến nơi an toàn. Bão số 11 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào ngày thứ ba vừa qua và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng hoàn lưu còn sót lại của nó vẫn tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc. Thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, một trong những siêu đô thị của Trung Quốc, rơi vào tình trạng ngập lụt nặng bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu được bắt đầu ghi nhận vào năm 1952. Khu vực Hồng Kông lân cận cũng hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất trong 140 năm. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đang trở nên dữ dội hơn. Đường đi của chúng ngày càng phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ thảm họa thiên tai, ngay cả với các thành phố ven biển như Thâm Quyến, nơi thường xuyên đối mặt với bão nhiệt đới và đã có khả năng phòng chống lũ lụt mạnh mẽ. Thiệu Tôn, một nhà khí hậu học tại Đại học California, Mỹ cho biết, các cơn bão di chuyển sâu vào đất liền ảnh hưởng đến các khu vực ít hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, thường có khả năng phục hồi sau thảm họa kém hơn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn. Theo chuyên gia Thiệu Tôn, với trường hợp của thành phố Thâm Quyến, thảm họa chủ yếu là do sự chuyển động chậm về phía Tây của hoàn lưu bão số 11, và nó gần như đứng yên từ chiều thứ Năm đến đầu giờ ngày thứ Sáu. Hiệu ứng đoàn tàu để chỉ hiệu ứng tích lũy của nhiều hệ thống đám mây đối lưu đi qua một khu vực liên tiếp, dẫn đến sự tích tụ lượng mưa và làm gia tăng mạnh khả năng xảy ra mưa lớn hoặc thậm chí hiện tượng thời tiết cực đoan. Các tỉnh, thành phố ở miền Nam Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông đã phải hứng chịu những trận mưa kỷ lục sau khi cơn bão số 11 quét qua khu vực này vào tuần trước, gây ngập lụt nặng, lở đất và ảnh hưởng kinh tế trực tiếp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, hơn 70 con cá sấu đã trốn thoát khỏi một trang trại chăn nuôi ở miền Nam Trung Quốc khi khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua. Các nhà chức trách ở một thành phố miền Nam Trung Quốc đã phát động chiến dịch bắt lại hơn 70 con cá sấu trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa lũ dữ dội quét qua khu vực, đồng thời cảnh báo người dân nên ở trong nhà. Những con cá sấu này ban đầu được nuôi tại một trang trại cá sấu ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, những trận mưa lớn gần đây đã khiến các hồ nước địa phương tràn bờ, tạo điều kiện cho các loại động vật trốn thoát. Ít nhất 69 con cá sấu trưởng thành và 6 con cá sấu con đang rình mồi gần một ngôi làng ở Mậu Danh, tờ Hai Bao News có trụ sở tại Sơn Đông đưa tin. Chính quyền địa phương cho biết họ đã nhận được thông tin và cảnh báo người dân không nên mạo hiểm ra ngoài. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, một lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để vây bắt những con cá sấu mất tích bằng thiết bị phát hiện sóng siêu âm. Tuy nhiên, độ sâu của nước lũ gây ra khó khăn cho hoạt động tìm kiếm. Một thành viên của đội cứu hộ tiết lộ rằng họ không loại trừ khả năng họ phải tiêu diệt cá sấu thay vì bắt chúng. Những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một số con cá sấu ẩn nấp sau các biển báo gần con đường bị ngập hoàn toàn. Các thành viên của lực lượng khẩn cấp đội mũ bảo hiểm và áo phòng hộ di chuyển trên thuyền để tìm kiếm loài bò sát. Một số cảnh quay cho thấy những con cá sấu bị bắt và đưa trở lại đất liền. Miệng và tay chân của chúng bị trói để hạn chế di chuyển, trong khi một số cư dân địa phương tò mò đứng trên bờ nhìn vào. Ở Trung Quốc, cá sấu được đánh giá cao vì da và thịt của chúng được cho là có giá trị chữa bệnh trong y học cổ truyền Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông là địa điểm phổ biến cho các trang trại cá sấu do khí hậu ấm áp. Kính thưa quý vị,
chiều ngày hôm kia, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã tổ chức họp báo với đại diện các ban ngành để thông báo về tiến độ công tác khắc phục hậu quả trận mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 11 gây ngập úng ở đặc khu này từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu tuần vừa qua. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Hành chính Trần Quốc Cơ cho biết, sau nỗ lực của các cơ quan và lực lượng hữu quan, Hồng Kông nhìn chung đã nối lại các hoạt động cơ bản, người dân đã có thể trở lại đi học và đi làm vào sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn còn 10 trường học bị hư hại, do đó không thể tổ chức lớp học trực tuyến vào ngày hôm qua. Trong trận mưa lớn vừa qua, tổng cộng 117 trường học đã chịu nhiều ảnh hưởng. Sau trận mưa lớn gây ngập úng, trường đặc khu Lý Gia Siêu đã kích hoạt cơ chế, huy động hàng trăm công chức xuống các quận ở khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ công tác thu dọn. Ông Lý Gia Siêu cho biết, nếu tình trạng ngập úng tái diễn, các ban ngành phải chạy đua với thời gian để cuộc sống của người dân sớm trở lại hoạt động bình thường, hạn chế tối đa những bất tiện đối với cuộc sống thường ngày của người dân. Hiện tại, chính quyền đặc khu vẫn đang đẩy nhanh tốc độ sửa chữa khẩn cấp và hầu hết các con đường lớn đã được thông xe. Tính đến tối ngày thứ Bảy, Cục Đường bộ đã sửa chữa khoảng 80 tuyến đường bị hư hại do ngập úng, sụt lún đường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có 6 con đường vẫn phải đóng cửa. Về đường sắt, ngoại trừ một lối vào và ra ga tàu điện Hồng Tai Sin, dịch vụ tàu điện trên các tuyến khác về cơ bản đã trở lại bình thường. Ngày thứ Bảy, chính quyền đã tiến hành kiểm tra các sườn dốc, cây cối và các tòa nhà cũ, nhằm mục đích kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao trong vòng vài ngày. Trận mưa trong ngày thứ Năm và thứ Sáu đã gây lở đất ở nhiều nơi, trong đó có bán đảo Red Hill thuộc đảo Hồng Kông và là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa sườn đồi và gọi đến đường dây nóng của chính quyền càng sớm càng tốt. Trong trường hợp nguy hiểm, có rủi ro vẫn tồn tại sau thời tiết khắc nghiệt. Năm ngoái, Cục Dịch vụ Thoát nước đã bắt đầu nghiên cứu cải thiện hệ thống thoát nước trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Hiện tại, nhà chức trách đã tiếp nhận thông báo 5 trường hợp lở đất và người dân phải sơ tán với sự hỗ trợ của chính quyền. Nguồn điện của 3.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do trận mưa gây ngập úng đã được khôi phục. Tổng cộng 17 trung tâm tạm trú đã được mở kể từ ngày thứ Năm với tổng số 456 người lưu trú. Ngoài ra, các đội chăm sóc sức khỏe đã đến một số quận để cung cấp các dịch vụ tình nguyện. Theo Reuters đưa tin, mưa xối xả đổ xuống Hồng Kông ngày 27 tháng 9 gây lũ lụt lớn tại thành phố đông dân, nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm, trong khi chính quyền đã đóng cửa trường học và yêu cầu công nhân ở nhà. Hồng Kông vừa trải qua lượng mưa theo giờ lớn nhất kể từ khi hồ sơ được ghi nhận cách đây 140 năm. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo lở đất khi mưa lớn đổ xuống vùng núi. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường phố biến thành những dòng sông dữ dội. Trong đó, có một đoạn video cho thấy các công nhân tàu điện ngầm lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng bên trong một nhà ga và cố gắng ngăn dòng nước chảy từ đường. Đường hầm Cross Harbour, một trong những tuyến đường chính nối đảo chính của Hồng Kông và Cửu Long, cũng bị ngập và các bức ảnh cho thấy một trung tâm mua sắm ở quận Chai Wan cũng bị ngập. Đài Thiên văn Hồng Kông báo cáo lượng mưa từ 23 giờ ngày thứ Năm đến nửa đêm ngày 27 tháng 9 là 158,1mm. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đen ở mức cao nhất và tuyên bố rằng kể từ tối ngày thứ Năm, lượng mưa hơn 200mm đã được ghi nhận ở các khu vực của đảo chính Hồng Kông, Cửu Long và vùng lãnh thổ mới phía Đông Bắc. Đài quan sát Hồng Kông cho biết, kể từ ngày thứ Năm, rãnh áp thấp còn sót lại của bão số 11 đã mang mưa lớn đến bờ biển Quảng Đông. Dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài ít nhất trưa nay. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho biết, chứng khoán Hồng Kông sẽ không mở cửa sáng nay và nếu cảnh báo mưa bão màu đen kéo dài đến trưa, giao dịch sẽ tiếp tục bị đình chỉ vào giữa trưa. Giám đốc điều hành Hồng Kông Lee Ka-chiu cho biết, ông rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực và chỉ đạo tất cả các ban ngành cố gắng hết sức để đối phó. Chính quyền Hồng Kông cho biết một số trạm thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm kiểm soát biên giới giữa Hồng Kông và thành phố lân cận Thâm Quyến đã tạm thời ngừng hoạt động do lũ lụt. Chính phủ Hồng Kông cho biết ngày 27 tháng 9 tất cả các trường học đã đóng cửa do điều kiện khắc nghiệt do lũ lụt lớn và gián đoạn giao thông nghiêm trọng.
Quý vị thân mến, phóng viên được biết từ một cuộc họp liên quan được tổ chức vào ngày hôm kia bởi trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, sau đây gọi là trụ sở kiểm soát lũ sông Châu Giang, rằng tình hình khí tượng của Trung Quốc năm nay nhìn chung có thể bị lệch, lượng mưa nhiều và ngập úng nhiều hơn hạn hán. Lưu vực sông Châu Giang khả năng tái diễn tương tự như trận lũ năm 1998 hoặc thậm chí lũ lớn hơn là rất cao. Chen Gu, Tổng Tư lệnh Phòng thủ sông Châu Giang, Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, theo dự báo khí tượng, hiện tượng El Nino xảy ra kéo dài đến đầu năm sau, trở thành đợt El Nino dài nhất. Và hiện tượng El Nino mạnh nhất sẽ xuất hiện hiện tượng đầu mùa xuân ở phía Nam, khả năng xảy ra lũ lớn trong mùa lũ, lũ lớn là rất cao, đồng thời hệ thống kỹ thuật ở lưu vực sông Châu Giang còn chưa hoàn thiện, còn nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật, cần khắc phục trong công tác phòng chống lũ lụt, phòng chống bão, cứu trợ hạn hán, còn có những bất cập trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt cấp cơ sở và địa phương. Tình hình phòng chống lũ lụt, cứu trợ hạn hán rất nghiêm trọng. Thư Thành Bằng, Phó Tư lệnh Điều hành Ủy ban Phòng chống và Kiểm soát sông Châu Giang, kiêm Giám đốc Ủy ban sông Châu Giang cho biết lũ lụt mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay rất giống với trận lũ năm 1998. Vào giữa tháng 8, Bắc Giang đã xảy ra lũ lụt, đã trải qua trận lũ gần 5 năm một lần. Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các con sông lớn và các dự án thủy lợi quan trọng có thể sống sót sau lũ lụt một cách an toàn. Cần đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ, sửa đổi và cải tiến các phương án điều độ khác nhau. Thực hiện một cách khoa học việc điều độ lũ hồ chứa và điều độ lượng nước mùa khô, thúc đẩy mạnh mẽ các công trình đặc biệt như phòng chống thiên tai lũ quét, đảm bảo sự an toàn của cuộc sống người dân và nước uống ở mức độ lớn nhất. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!